Được khám và tư vấn miễn phí lên đến 7 triệu đồng thì tội gì các bạn không tham gia. Xin chào các bạn, mình là Cẩm Nhung, mình năm nay 38 tuổi, mình ở Hải Phòng. Vợ chồng mình cũng đã hiếm muộn 12 năm và cũng hiện nay là cũng đón được hai bé đáng yêu như thế này nhờ bệnh viện Bưu điện. Nên cảm ơn bệnh viện Bưu điện rất là nhiều. Vợ chồng mình thì đã kết hôn từ năm 2007. Và trong cái thời gian 12 năm đấy, vợ chồng mình đi chạy chữa rất là nhiều nơi, tốn kém cũng rất là nhiều tiền. Thực sự là thuốc Nam, thuốc Bắc cũng rất là nhiều luôn. Nói chung là có bệnh thì vái tứ phương, ai ở đâu mắc gì thì vợ chồng mình cũng đi hết. Là mình cũng tình cờ biết được là bệnh viện Bưu điện có chương trình khám miễn phí cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Mình nhớ năm đấy là năm 2018, thì vợ chồng mình cũng có đi lên thăm khám và được các bác sĩ là thăm khám miễn phí cho. Thì kết quả thăm khám của hai vợ chồng mình thì là chồng mình là thùng hơi yếu một chút, còn bản thân của mình các hai vợ chứng. Ngay sau đó thì các bác sĩ đã tư vấn là kẹp hai vòi trứng và làm ngay cái phương pháp là IVF. Và mình đã may mắn là thành công ngay cái lần chuyển phôi đầu tiên, là được bạn Táo này, là mình sinh bạn Táo năm 2019. Năm 2022 là mình tiếp tục mình chuyển phôi, thì đến tháng 7 năm 23 vừa rồi là mình sinh em bé mỡ này. Và trộm vía là hai em bé của mình rất là khó khỉnh thông minh. Và nhờ có IVF Bưu điện là vợ chồng mình đã có được những trái ngọt như thế này, nên là thật sự rất biết ơn các y bác sĩ ở bệnh viện Bưu điện giúp cho các cặp vợ chồng hiếm muộn cho như chúng mình đã tìm được những niềm vui như thế này. Chương trình khám miễn phí thì vợ chồng mình cũng đã được xác định nguyên nhân và đã được hỗ trợ các biện pháp kịp thời và đón được hai bé sinh sản đáng yêu như thế này. Tuần lễ khám miễn phí thực sự là một chương trình nhân văn, nên là những cặp vợ chồng nào hiếm muộn như mình như trước đây thì hãy đến để khám và cũng sẽ giảm bớt chi phí cho các bạn rất là nhiều. Được khám và tư vấn miễn phí lên đến 7 triệu đồng thì tội gì các bạn không tham gia, đúng không ạ? Hãy tham gia tuần lễ khám miễn phí sức khỏe sinh sản tại bệnh viện Bưu điện, diễn ra từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2, sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội vàng cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Khám miễn phí, đón con như ý. Tuần lễ khám miễn phí sức khỏe sinh sản 2024 tại IVF Bưu điện từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024. Miễn phí khám và tư vấn sức khỏe sinh sản, miễn phí bộ kit xét nghiệm lên đến 7 triệu đồng, 700 voucher bốc thăm trị giá 5 triệu trừ một voucher khi làm IVF. Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để tầm soát sức khỏe sinh sản miễn phí cùng IVF Bưu điện.